Vừa qua, tại sân vận động tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức giải chạy việc giả công nhân viên chức lao động năm 2018 với 70 vận động viên là cán bộ công nhân viên công ty đăng ký tham gia. Giải tổ chức thi đấu ở cả hai nội dung, cá nhân và đồng đội, với nam chạy cự ly 3 km và nữ chạy cự ly 1,5 km. Các vận động viên tham gia được chia thành hai nhóm tuổi. Nhóm 1 gồm nam từ 44 tuổi trở xuống, nữ từ 40 tuổi trở xuống, và nhóm 2 gồm nam từ 45 tuổi trở lên và nữ từ 41 tuổi trở lên. Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, các vận động viên đã nỗ lực, cố gắng chinh phục đường chạy đầy thử thách. Giải được tổ chức nhằm duy trì và phát huy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên giao lưu học tập, rèn luyện sức khỏe, phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao trong toàn công ty. Kết thúc giải, vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Điện lực Trà Bồng và Nguyễn Văn Cảnh, Điện lực Đức Phổ đạt giải nhất nhóm 1. Vận động viên Lê Thị Hồng Thoa, Điện lực Sơn Tịnh và Nguyễn Tổng, Phòng Kinh doanh đạt giải nhất nhóm 2. Giải nhất đồng đội nhóm 1 thuộc về Điện lực Đức Phổ đối với nam và Điện lực Trà Bồng đối với nữ. Giải nhất nhóm 2 cả nam và nữ đều thuộc về xí nghiệp điện cơ. Thông qua giải này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng sẽ lựa chọn vận động viên thành lập đội tuyển tham dự hội thao công nhân viên chức lao động Tổng Công ty Điện lực Miền Trung lần thứ 13 năm 2018.